Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Dạ con xin phép Tam Bảo cho phép con được thọ trì bài kệ phẩm thứ 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát Phục Nguyện. Dạ con xin phép được bắt đầu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức hôi thần, kiếp số hằng say khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, bảo tạo sĩ xa vào đường dữ, chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rè, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ việc chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rằng quyến thuộc ở nơi nào, dầu xe ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu treo. Bồ đề vô lượng muốn tu hành, mong tre ba cõi khỏi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn. Trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành. Cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hờ ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dù lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sốt mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngõ cũ. Cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tè dâm cùng gỏi lúa. Trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung viện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe que tai, nhìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ ôi thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họ hoạn người lìa nhau, ngủ mơ mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chim lễ Địa Tạng ngài. Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhận đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, bao muốn que sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển kẻ có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng ôi thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, nhưng người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn béo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi phép giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán Âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hằng xe nhiều nước cõi. Dạ con xin hồi hướng hết công đức học thuộc bài kệ này đến cho tất cả các chúng sinh trong ba đường ác, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Nguyện cho tất cả các chúng sinh sớm tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Và con xin phép được lui ra.